Xin chào các bạn, mình là Hưng đây. Mình là Hậu Trơn đây. Yeah, ngày mới chúc tất cả mọi người vẻ nha. Các bạn ơi, hôm nay thời tiết các bạn ạ, dạo này nó bão bùng khá là nhiều. Đấy, hôm nay trời tiết là mưa các bạn ạ. Đấy. Thế cho nên là hôm nay các bạn ạ, bọn mình sẽ thực hiện một trận chiến các bạn nhá. Sẽ là tìm ra ông vua đầu bếp các bạn ạ. Đấy. Vua đầu bếp. Thấy không, Hậu này Hậu thích tìm ông vua đầu bếp thì thích nấu món gì? Nói thật với anh là em thích ăn tôm hùm lắm anh ạ. Ây da, các bạn ạ. Thằng em mình các bạn ạ, lười làm mà đòi ăn sang các bạn ạ. Đấy, nó thích nấu ăn nấu tôm hùm các bạn nhá. Thì ok, nhạc nào anh cũng nhảy. Đấy, thì các bạn ạ, hôm nay bọn mình sẽ chơi trận chiến ông vua đầu bếp. Bọn tìm ra vua đầu bếp về tôm hùm các bạn nhá. Vua tôm hùm. Vua tôm hùm. Đấy, nói thật các bạn ạ, tôm hùm ăn ngon. Đấy, ngon lắm các bạn. Ăn ngon các bạn ạ. Nhưng mà đã ngon rồi mà chế biến kiểu gì mà nấu ăn kiểu gì mà nó ngon hơn nữa thì nó gọi là đẳng cấp các bạn ạ. Đấy. Thì mình ấy đã là đầu bếp chuyên nghiệp rồi. Cho nên là hôm nay mình kiểu gì mình cũng thắng thằng em trai mình các bạn ạ. Thôi. Đấy. Chưa nói trước được điều gì đâu. Ok. Thì bây giờ sẽ không lưu thiên nữa. Bây giờ bọn mình sẽ đi chợ. Nói chung ạ, muốn đi đâu thì đi. Đi bắt tôm hùm. Bây giờ mình sẽ đi bắt tôm hùm các bạn nhá. Nói chung là đi kiếm tôm hùm. Đấy. Ok. Để thực hiện trận chiến ông vua đầu bếp này các bạn nhá. Thì các bạn thấy video này của Hưng hay thì like và chia sẻ video để ủng hộ cho bọn mình các bạn nhá. Còn bây giờ bọn mình sẽ đi bắt tôm hùm các bạn nhá. Let's go. Các bạn ơi, mình đã bắt được con tôm hùm khổng lồ về rồi các bạn nhá. Đấy, mình cũng thế, mình cũng bắt được con tôm hùm khổng lồ về rồi các bạn ạ. Điều chẳng bắt được đây này. Đấy, hai con các bạn ạ, bằng nhau các bạn nhá. Bằng nhau cái gì? Thế bây giờ em đi chế biến món gì đấy? À, em á? Em chế biến món gì các em? À, thế gì? Nói chung là bí mật. Rồi, thì mình sẽ làm món là tôm hùm sốt bơ tỏi các bạn nhá. Tôm hùm sốt bơ tỏi á? Ừ. Nghe ui nghe tầm thường lắm các bạn ạ. Ờ thôi được rồi. Hôm nay mình phô luôn các bạn ạ, mình sẽ làm món tôm hùm nướng phô mai các bạn nhá. Đấy. Đấy. Hơi bị ngon đấy. Ơi ơi ơi. Đấy, quan trọng là đầu bếp các bạn ạ. Còn món gì thì món nhưng mà vẫn thể hiện được sự đẳng cấp ở mỗi người các bạn nhá. Mỗi đầu bếp các bạn nhá. Thì các bạn ạ. Đấy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi chế biến món tôm hùm của mình các bạn nhá. Đấy, đi thôi. Đi thôi. Đi thôi. Sau đây mình sẽ giới thiệu mọi người một app ứng dụng chuyên để sửa video và cắt video các bạn nhá. Đó là app CapCut các bạn ạ. Đấy, các bạn có thể là sửa video trực tiếp của mình hoặc là các bạn có thể là làm video ảnh các bạn nhá. Đấy thì các bạn ấn vào Live Project rồi các bạn sẽ chọn bức ảnh để làm video các bạn nhá, hoặc là video của mình để chỉnh sửa. Đấy thì đây là cái phần bức ảnh mình đã chọn sẵn để làm video các bạn nhá. Đấy, nó rất là bình thường, nó không có gì đúng không? Đấy, nó không được chuyên nghiệp lắm thì bây giờ mình sẽ làm cái video này thật là chuyên nghiệp ở trên cái app CapCut này để đăng lên TikTok các bạn nhá. Giao diện của nó các bạn nhìn này. Đấy, cái phần edit này, audio này, thêm text, thêm nhạc các thứ các bạn nhá. Đó. Đây, thì hôm nay mình sẽ làm cái video này thành cái nhân vật cái video nó đẹp hơn. Đấy, thì mình sẽ chọn vào copy. Đấy. Để nhân đôi bức ảnh lên, sau đó là mình sẽ chọn Alimer để thành nhân vật hoạt hình các bạn đã nhìn thấy chưa? Đấy, rất chi là đẹp đúng không? Đấy, tiếp theo là bức ảnh tiếp theo mình lại copy. Mình lại copy. Đó, sau đó mình lại chọn thành anime để thành nhân vật khác các bạn nhé. Đấy, rất chi là hay đúng không? Đó. Sau khi mình đã làm xong rồi, mình sẽ muốn nó chuyên nghiệp hơn thì mình sẽ chọn transition chuyển cảnh các bạn nhé. Slide các thứ các bạn ạ. Đấy, mình up video luôn. Và bây giờ mình sẽ lại nó để cái video hay hơn nữa thì mình sẽ thêm nhạc các bạn nhé. Và kéo cái bài nhạc này lại. Là vì xong cái video hoàn chỉnh các bạn nhá. Sau khi xong thì các bạn có thể là xuất nó ra các bạn ạ. Các bạn chọn AirPods, đấy nó sẽ xuất ra các bạn nhá. Đấy, các bạn thấy cái app CapCut này hay thì các bạn nên CH Play hoặc App Store để tải về nhá. Link tải mình có để phần mô tả của video này các bạn nhá. Các bạn ơi, mình đánh rửa sạch sẽ con tôm các bạn nhá. Các bạn ơi, đấy, hai con tôm hùm này mình đã tách làm đôi rồi các bạn nhá. Thì bây giờ mình sẽ mang đi hấp, sau đó là mình sẽ sốt bơ tỏi các bạn nhá. Đấy, món tôm hùm sốt bơ tỏi của mình là ngon đáo đẻ các bạn ạ. Thằng em trai mình nhá, tuổi gì mà nói ăn với mình các bạn ạ. Đấy, hôm nay mình sẽ đánh bại thằng em trai mình các bạn nhá. Đấy, hôm nay mình chơi món tôm hùm của các bạn ạ, khá là ngon các bạn nhá. Cái món này thể hiện sự tinh tế các bạn ạ. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi chế biến món tôm hùm sốt bơ tỏi các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ hấp đầu tiên các bạn ạ. Let's go. Bây giờ mình sẽ đi hấp tôm hùm cho nó chín các bạn nhá. Đấy. Đây các bạn này. Đó. Hai mảnh các bạn ạ. Yeah.
Các bạn ơi, đấy mình đã tách xong con tôm hùm của mình rồi các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ mang đi hấp các bạn nhá. Mình hấp xong là mình sẽ nướng phô mai các bạn ạ. Đấy món của mình hôm nay các bạn nghe tiếng phô mai là các bạn đã thích rồi đúng không? Đấy làm sao mà các ông anh trai mình ăn được mình các bạn ạ. Đấy. Hôm nay kiểu gì mình cũng phải chiến thắng ông anh trai của mình các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ đi hấp luôn các bạn ạ. Đấy, mình hấp chín xong là mình sẽ mang đi nướng phô mai các bạn ạ. Đấy. Đậy vung vào các bạn nhá. Các bạn ơi, của mình chín rồi đấy các bạn ạ. Ui. Các bạn nhìn gì chưa? Đấy, một miếng. Chín lắm các bạn ạ. Hai miếng. Đấy các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ đi sốt bơ tỏi. Các bạn ơi, tôm của mình được chín rồi sao các bạn ạ? Ngửi mùi thơm lắm các bạn ạ. Đấy. Quay chuẩn 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 các bạn ạ. Chín rồi đấy. Chín rồi các bạn ạ. Đấy thì bây giờ mình sẽ bỏ ra các bạn nhá. À bỏng quá. Yeah, các bạn nhìn ngon không? Đấy toàn thịt là thịt luôn các bạn ạ. Đấy. Ai à. Hơi bỏng các bạn ạ. Đấy. Thì bây giờ các bạn nhá, bây giờ mình sẽ mang đi nướng phô mai các bạn ạ. Ui, nghe phô mai thôi đã thấy ngon rồi các bạn ạ. Đấy đã thèm rớt dãi rồi. Đấy. Các bạn nhìn thấy phô mai mình mua ngon không? Sợi. Đẳng cấp luôn các bạn ạ. Đấy. Làm sao mà ông anh trai, món anh trai mình nay ngon bằng món mình được các bạn nhờ. Các bạn ơi, bây giờ mình bắt đầu nướng nhá các bạn nhá. Đấy các bạn hôm nay hơi bị tò mò về cách nướng của mình đấy các bạn ạ. Bởi vì nhà mình không có lò nướng nên mình linh này phải nướng bằng cách này các bạn nhá. Đấy. Ai. Nướng kiểu này thì nó sẽ đào các bạn ạ. Nó sẽ nướng được xung quanh luôn. Đấy. À hơi nóng. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi sốt bơ tỏi các bạn nhá, để cho vào món tôm hùm sốt bơ tỏi của mình các bạn ạ. Đấy. Riêng về hải sản mình nấu ăn là đẳng cấp rồi. Đầu bếp hậu chôn làm sao có thể ăn được mình các bạn nhờ. Đấy. Mình là đầu bếp Hưng Vlog cơ mà. Đấy các bạn đã ngửi thấy mùi thơm chưa? Mùi thơm của bơ chưa? Đấy, bơ này cộng với tỏi các bạn ạ, thơm lức mũi. Đấy các bạn ơi, vắt tôm hùm vào các bạn nha. Đấy các bạn ạ. Mình ấy bơ tỏi lên các bạn nhá. Đấy các bạn thấy chưa? Mà các bạn đã thấy cái món của mình nó hấp dẫn chưa? Đấy. Các bạn đã thấy gì chưa? Các bạn ấy đã thơm chưa? Ui giời ơi. Đấy các bạn ạ, rất là hấp dẫn luôn các bạn nhé. Ui ôi, rất. Này, mình tưới lên đây các bạn nhé. Thơm quá các bạn ơi. Đấy các bạn nhá. Món tôm hùm sốt bơ tỏi của mình đây các bạn nhá. Các bạn thấy hấp dẫn chưa? Mùi bơ thơm phức, mùi tỏi thơm lức mũi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ ra đại chiến với thằng em trai hậu chôn của mình các bạn nhá. Đấy, tìm ra ông vua đầu bếp, vua tôm hùm các bạn ạ. Let's go. Ui các bạn ơi, thơm lắm rồi các bạn ạ. Không biết là chín chưa nhưng mà mình cũng nghĩ là chín rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ bỏ ra xem bất ngờ bên trong các bạn nhá. Đấy, trước tiên phải gắp than ra để vào đây các bạn ạ. Đấy các bạn đoán xem là có chín không? Chứ mình ngửi mùi phô mai là lức hết cả mũi rồi các bạn ạ. Ai da. Đấy sạch rồi. Bây giờ mình sẽ mở vung cho các bạn xem nhá. Ui, các bạn cùng dự đoán với mình nhá các bạn nhá. 1, 2, 3. Wow,
các bạn ơi, phô mai chảy hết rồi các bạn ạ. Đấy, ngon đấy các bạn ạ. Ai à, mềm lắm các bạn ạ. Đấy, bây giờ nha các bạn nha, mình sẽ dắt thêm mấy cái rau hành lên trên các bạn ạ. Đấy, để mình trang trí cho nó đẹp nha các bạn nha. Đó các bạn ạ. Đấy, phải chấm thêm cả hình thức nữa các bạn ạ. Nên là mình phải thiết kế cho nó thật là đẹp các bạn ạ. Thế thôi các bạn nhá. Đấy thì bây giờ các bạn ạ, mình sẽ đi kiếm ông anh trai mình để bắt đầu cuộc chiến các bạn nhá. Ôi xời, ôi xời. Món gì đây? Tôm hùm nướng phô mai. Đấy, bơ tỏi này thơm chưa? Không bằng của mình rồi các bạn ạ. Đấy, đấy các bạn ơi, thằng em nó luôn luôn là hiếu thắng các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ gọi mẹ mình ra để chấm điểm nhá. Đấy, gọi luôn vào ngay ạ. Gọi luôn đây, vào ngay. Cái này phải gọi luôn, ăn nóng với ngon. Đấy, thì hôm nay các bạn ạ, hôm nay mình đại chiến tìm ra ông vua tôm hùm bạn nhá. Đấy, các bạn nhớ bình chọn cho mình là số báo danh 01, còn mình số báo danh 02 nhá. Đấy, những fan mà phô mai hãy ủng hộ cho mình nhá. Đấy, fan bơ tỏi ủng hộ cho mình nhá. Còn bây giờ mình sẽ gọi mẹ ra để thưởng thức các bạn nhá, để chấm điểm nhá. Let's go. Đi gọi mẹ. Mẹ đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ, mẹ đấy, mẹ, mẹ, nhanh lên mẹ ơi. Đây con bảo mẹ ơi, nhanh lên cho nóng mẹ ơi. Ôi ôi, mẹ, ui giời ơi. Ngồi đây mẹ ơi. Món gì đấy? Mẹ ơi, ngồi đây mẹ. Mẹ có nhận ra con gì được không? Tôm. Đấy, nhưng mà tôm mẹ ạ. Hôm nay bọn con mẹ ạ lại thực hiện một trận chiến tìm ra ông vua đầu bếp. Đấy, vua đầu bếp, vua về tôm hùm mẹ ạ. Lại trận chiến vua đầu bếp. Đây là hai món khác biệt nhau các bạn ạ. Khác. Đấy, món này là món gì hậu? Món gì đây con? Tôm hùm con nướng với phô mai mẹ ạ. Đấy, đây là cái món sốt bơ tỏi, tôm hùm sốt bơ tỏi của con mẹ ạ. Món nạc ngon lắm. Món nạc ngon. Đấy, quan trọng là món con ngon hơn mẹ ạ. Quan trọng là món nào ngon hơn mẹ. Lên là mẹ, giờ mẹ thưởng thức đi. Đấy, để con mời mẹ. Đây mẹ thưởng thức của món hậu trước đi. Mẹ thưởng thức món con trước. Đấy, mẹ ăn đi. À, các cháu ơi. Đấy, con trai hai con trai vào hôm nay lại trận chiến vua tôm các cháu ạ. Đấy, vua tôm hùm, vua tôm hùm các bạn ạ. Mẹ ăn đi. Thì bây giờ bà thưởng thức xem hai con hôm nay con nào nó ngon nhá. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu cùng thưởng thức với bà nhá. Đương nhiên là con nó ngon hơn rồi. Con nấu ngon hơn đấy. Bà qua đây. Là tôm là nướng phô mai. Nướng phô mai. Đúng. Thì ngon đấy. Của Hưng là sốt bơ tỏi. Sốt bơ tỏi. Thế giờ mẹ thưởng thức. Mẹ thưởng thức món qua đây. Con nhá. Rồi, nướng phô mai. Bà mời các cháu ăn với bà. Wow. Nhìn là biết là không ngon rồi. Wow. Wow mẹ ơi, thịt à. Ui. Ngon đấy. Ngon chứ mẹ, mẹ ăn lẫn với phô mai nhầm. Ui tuyệt vời luôn mẹ. Rồi. Đấy. Sao mẹ? Ngon đấy. Ngon không mẹ? Ngon. Còn nghĩ là bình thường. Đấy, mẹ ăn một miếng phô mai đi. Đấy. Tuyệt vời đúng không? It's right. Mẹ ơi, mẹ ăn kèm miếng dưa chuột nữa cho mát. Ăn kèm miếng dưa chuột nữa. Đấy. Hải sản mà ăn miếng dưa chuột thì hết ý luôn các bạn ạ. Còn nhìn đã biết là không ngon rồi. Mẹ cắn miếng nữa đi mẹ. Thôi mẹ ăn hết vậy đi. Các cháu ạ, thơm phức, vị phô mai lại vị tôm. Đấy, nó quẹn với nhau mẹ nhỉ. Nó thấm vào nhau ngon đấy. Đấy, nhưng mà phô mai của con nó không kéo sợi. Không phải, nghĩa là con hôm nay trời gió bắc mẹ. Con bỏ ra đấy là nó gió tính gió nó xe ngay. Lý do đấy mẹ. Nhưng mà ngon mẹ nhỉ. Rất nước dài các bạn ạ. Thôi mẹ hết rồi, sao mẹ thưởng thức của con chứ. Đúng rồi, mẹ là thưởng thức cả hai bên. Đấy, sau là món nào ngon hơn mẹ nhận xét. Đương nhiên là món con rồi. Tuyệt vời mẹ. Tuyệt vời. Cô tôm ơi. Mẹ tôm con mua ngon không? Thì tôm thì ngọt để hòa quyện với phô mai thơm ngon. Con phải chọn giữa 100 con tôm hùm mới con phải lọc ra một con đặc biệt nhất con mua về đấy mẹ. Đấy, để chiến đấu với anh Hưng. Bình thường. Thôi, lời lời của con. Đấy mẹ thưởng thức đi. Món của con đây. Ăn và mẹ nhận xét công tâm nhá. Đấy, đây mẹ ăn lửa này này. Lửa này tôi nghĩ là ngon này. Tỏi cháy rồi mẹ. Không cháy. Nào bây giờ mẹ thưởng thức. Đấy. Đây lửa này. Wow. Mẹ nhìn thấy gì chưa? Ui. Đấy, nó ẩm ướt các bạn nhìn thấy chưa? Nó ẩm ướt. Nó kiểu nó phải kiểu như là nó mềm mại phải không? Mềm mại. Mẹ bữa phô dồ. Wow, các cháu ơi, bà bữa lại các cháu nhìn này.
Wow. Rồi. Đấy. Mẹ ăn nhá. Rồi. Đây là mẹ. Mẹ. Mặn nữa con. Mặn quá. Mặn lắm. Sao lại mặn được? Quá. Mặn nó con nó bơ mặn à? À thế à? Mặn ư, mặn lắm, mẹ thấy mặn lắm. Thế là không ăn thua rồi mà. Mặn ơi. Mẹ nói thật không đây? Mẹ ăn bơ nhiều béo ấy. Ui gì, hơi sao lại hơi mệt. Thế là mất điểm rồi các bạn nha. Mẹ thấy ngon không? Hơi mặn, con nó hơi bụng. Mặn thế đâu mà ngon mẹ nhờ. Mặn thì chả thế đâu mà ngon. Ăn mặn mà không bao giờ ngon các bạn ạ. Đấy. Mặn lại tí lại khát nước mẹ ạ. Thôi mẹ ơi, món này mặn lắm mẹ, ăn ít thôi mẹ, ăn món này của con này. Sao? Mẹ tóm lại là như thế nào? Con này của con là ngon đấy mẹ. Tóm lại là hậu hôm nay là mẹ 10 điểm. 10 điểm. Ui các bạn ơi, 10 điểm chứ. Con 8 điểm. 8 điểm. Ê, thua rồi các bạn ạ. Đấy thế là mình đã chiến thắng các bạn nha. Đấy. Thế à, thế của con hơi mặn à? Cái cháu ở của con trai hậu là nướng phô mai thơm ngon lắm các cháu ạ. Đấy chưa? Thế đâu? Đấy con thử. Đấy con thử đi. Đấy anh thử đi. Ban giám khảo quyền lực nhất ngồi đây rồi. Đấy, anh không một bàn cáo bàn gì. Mình thử xem cái món của hậu ngon không các bạn nhá. Mà mẹ mình lại chấm điểm hơn mình. Mà các bạn nhá. Sao? Đấy. Tuyệt vời đúng không? Đấy. Con nói mẹ nhá. Được. Con từ cái khoản mà con đi chọn lọc con tôm hùm mà con đã chọn khéo léo vậy. Đấy nên cái con nướng hôm nay con nướng hệt cái clip mẹ nướng pizza ấy. Đấy, con học cách mẹ nướng của con mẹ. Nướng bằng củi à? Đấy, đúng. Rồi. Các bạn ơi. Thế này mình thua rồi em mình nhá. Ừ. Rồi, vua đầu bếp hậu chôn. Vua tôm hùm là hậu mình là chiến thắng các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã xem clip của hai anh mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào clip tiếp theo nha. Bye bye. Và chào tất cả các cháu nha.